Đây là thế giới riêng của anh. Chỉ người thật sự đặc biệt với anh mới được vào đây nữa. Không mấy trễ rồi, thôi em về nha. Anh chở em về được không? Còn sớm mà. Thôi, qua đây ngồi nói chuyện với anh một xíu đi. Dạ thôi. Em sợ lỡ má anh về bất chợt rồi má nghĩ lung tung em không thích. Yên tâm đi. Mà anh đi mấy hôm mới về rồi. Ngồi đây nha. Đi mà, một xíu thôi. Ngồi xuống đây. Ngọc Hoa, Dạ. em có biết là em đặc biệt với anh lắm không? Chưa bao giờ anh có cảm giác nhớ một ai đó mất ăn mất ngủ như em. Nếu suốt cuộc đời còn lại anh chỉ có thể làm một việc, em có biết là anh sẽ làm cái gì không? Anh sẽ yêu em. Chưa bao giờ anh có cảm giác nhớ một ai đó mất ăn mất ngủ như em. Nếu suốt cuộc đời còn lại anh chỉ có thể làm một việc, em có biết là anh sẽ làm cái gì không? Anh sẽ yêu em. Có bầu thì chắc tía giết mình chết quá. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.